Thì ông bên em xin kính chào bà con nhé. Thì hôm nay em sắp chuyến đi rồi nên là kiểm tra lại một chút với coi coi nó như thế nào có cần trước để em chuyển nơi sang chỗ khác các bác. Buồn mặt hết mẹ mất rồi. Đấy. Nó thiếu nguồn phấn nguồn mật nó để kém này này các bác này. Ong nó tụt quân này đây các bác này. Ong như cái cầu này là nó đã tụt quân rồi các bác ơi. Có nghĩa là cái nguồn phấn nguồn mật nó kém đi rồi, bắt đầu là đấy, nó còn không đẻ luôn này các bác này. Đẻ được tí. Đây, cái cầu này nó còn đẻ được tí các bác. Đây, bây giờ nguồn mật hai góc nó hết rồi nhá các bác nhá, nên là bây giờ là phải hỗ trợ cho nó ăn này. Nếu không cho nó ăn là nó sẽ con non nở ra là nó sẽ còi cọc này các bác. Đây, nó chả có cái gì luôn này các bác, nguồn mật nguồn phấn nó hết rồi. Đấy, cái cầu trong cùng đây mà nguồn phấn này nó không có mấy, nhưng mà cái cầu trong cùng đây thì nó đẻ rất là đẹp các bác nhé. Cầu trong cùng thì nguồn phấn đẻ đẹp nhưng mà mật thì là hết rồi các bác. Em thổi ra cho các bác coi một chút này. Này các bác này. Đấy, thì là nó chỉ còn có khoảng vòng phấn thôi các bác ạ. Còn có khoảng vòng phấn thôi. Nên là nó rất là kém rồi các bác. Nếu như cái tổ ong này mà không chăm sóc là nó sẽ bị tụt quân này các bác này. Đây quân thì bây giờ nó cũng chỉ đủ gọi là đủ quân trên số cầu thôi các bác ạ. Đây nha các bác nha, như cái tổ này em vừa mới kiểm tra xong này các bác này. Thì là như cái tổ ong này ấy, thì là ta cái đầu tiên là ta phải rút bớt đi một cầu các bác. Rút bớt đi một cầu tại vì quân nó chỉ vừa đủ thôi. Ấy, coi cái cầu nào xấu nhất thì ta rút bớt đi một cầu. Cái thứ hai nữa mình phải hỗ trợ. Hỗ trợ là nước đường hay ta gọi là siro đường nữa. Tại vì như cái tổ này là bây giờ là lượng đường không còn nữa thì cái nhộng nó nở ra nó không có mật nó ăn thì con ong nó sẽ bé tèo các bác ạ. Nên là vì vậy mình phải hỗ trợ cho nó ăn. Đấy, hỗ trợ cái nguồn mật hay là ta gọi là nước đường cho nó. Đấy, thì là như cái tổ này là mình phải cho nó ăn, và nếu như mà cần thiết nữa mình phải cho nó ăn một lần phấn hoa nữa. Nhưng mà hai hôm nay trời nắng thì ong nó sẽ đi làm rồi, nhưng mà vì ở đây là hoa keo nó đợt nở vừa rồi là nó bị rửa trôi hết phấn hoa các bác ạ. Vòng 2 của hoa keo là nó bị rửa trôi hết rồi, bây giờ chỉ còn một ít cái cây xấu hổ với cây mai dương thôi. Mai dương thì nó không còn phấn hoa mấy nữa. Ở đây thì chứ vùng đây chỉ còn có mỗi cây xấu hổ thôi các bác ạ. Hay ta gọi là cây trinh nữ đó, thì nó còn có một ít cái nguồn phấn hoa, chứ còn lại là nó cũng đã đấy hết rồi. Thì bây giờ là em kiểm tra chủ yếu mục đích là em kiểm tra một chút để vài bữa nữa em chuyển cái ong sang bên cái chỗ nơi ở mới các bác.
Đấy, thì là em kiểm tra thêm tổ nữa rồi đánh giá chung các bác ạ. Đây các bác này, hắn hết nguồn mật rồi mà quân nó nở ra nó chả có. Đấy các bác kiểm tra là nó đây các bác này. Đấy. Hết nguồn mật rồi, mới 2 hôm nay nắng lại nó công lại mật các bác. Đấy nó cắm đầu nó hút này các bác này. Đấy, này là cái nguồn của nó là nó kém lắm rồi các bác. Rất là kém rồi. Nhưng mà may là cái cầu thứ hai là 2 hôm nay là nó đã đổ mật vào tiếp rồi nhé các bác nhé. 2 ngày hôm vừa rồi là nó nắng nên là ong nó đổ mật ra được một tí ở đây cho các bác xem. Đấy, là hắn đẻ thì hắn vẫn đang còn đẻ được các bác ạ. Nhưng mà như thế này thì ong sẽ không phát triển được mấy này. Bắt buộc là phải hỗ trợ cho nó các bác. Nếu như không hỗ trợ cho nó thì là như cái tổ ong này là nó sẽ bị tụt quân, nó không có thế hệ kế tiếp ngay các bạn. Tuy mình nhìn nó là như thế thôi, nhưng như cái tổ này là phải bắt đầu là phải hỗ trợ nguồn mật này, ong đều cắm đầu hút hết rồi các bác này. Cắm đầu hút hết rồi có nghĩa là cái nguồn mật là nó không còn, bây giờ là phải phải mua 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 đường hỗ trợ cho nó ăn thôi các bác. Đấy, đẻ được hơn lòng bàn tay vậy thì ăn thua gì các bác. Nên là ong nó đã tụt quân hết rồi các bác. Ong nó tụt qua cái đợt vừa rồi mưa gió là ong nó tụt hết rồi. Đấy, những cái tổ 3 cầu là nó kém hơn cái tổ 4 cầu rất là nhiều các bác. Là nói chung là cái mặt bằng chung là cái nguồn mật là bây giờ là ở đây là không còn nữa, nó mưa 1 tuần trời vừa rồi kia là nó hết cái nguồn mật rồi các bác, nên là bắt buộc là phải hỗ trợ cho nó ăn 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 đường các bác. Nếu như mà không cho nó ăn đường là như 2 cái tổ này thì chỉ sau khoảng tầm cỡ nửa tháng nữa là tổ ong này tụt quân rất là trầm trọng, tại vì là khi đấy là con non nở ra là nó bị còi cọc các bác. Nên mà nó đã còi cọc rồi nó đi làm rất là kém, thì cái nguồn các thứ nó không về được thì đương nhiên là mình phải hỗ trợ, mà để hỗ trợ về mục đích để cho cái đàn ong nó phát triển tốt ấy. Đấy, thì các bác Đây, hôm nay đến chỗ bạn Cường nuôi mấy tổ ong để kiểm tra coi và hướng dẫn cho Cường một chút về cái kỹ thuật nuôi ong các bác. Ong tụt quần à? Nhìn thấy xưa xưa. À tí nữa bỏ luôn cái thước vào cả. Thước để kia. Ồ, đeo quần, dấu bất cầu đấy nha. Coi Mimi giờ đứng mặn ghê, tao coi cái cầu này không để từ nó hay rủ coi hết xong hay rủ, có nghĩa là ông coi xong để ra ngoài đấy đấy, để vậy đi đấy, Cầu để này thì đẻ nhưng mà chưa. người cầu này đẻ tốt nhưng ong vẫn loạn, nhưng chưa xây vuông góc. Bao giờ xây vuông góc thì hắn phát triển nó tốt được. Cho cái cầu cầu đấy ra ngoài, còn cái cầu đấy vậy. Đấy là khổ lắm.
hỗn lắm. Tôi ông vừa vẽ chứ. Đấy, ông vừa vẽ. Sâu chung lắm. Mấy con vừa vẽ cả con góc mặn đây đang còn có con nó chui vào kẽ mặn đây này. Lại sâu bánh tổ là đây, con sâu mô. Ừ đấy thì nó cắn cái góc thùng mà nó gặm các thứ. Con sâu đây này. Ừ. Loại này. Cầu đấy vứt ra chứ đếm chi. Quân có đủ không? Đủ hay không? Mi kéo ra nhẹ ngay. Cầu đấy mới vậy mà nó không đẻ. À có đẻ rồi đấy. Nó có đẻ một ít gì đấy. Đeo còn nó. Đấy có đấy chi. Ta thấy bằng cái lòng bàn tay đấy chi. Được một chục cây nhộng. Quân hơi xưa đúng không? Người để ít lắm, để kém nha. Cho cái cầu đấy ra ngoài đi. Thì vậy. Như thế vậy là nó chận lắm hay hỗn. Để lên. Đấy cho cái cầu đấy vào trong. Dạ ơi. Để xít quá. Đây các bác, em sắp tới là phải chuyển cả cái vườn ong đây đi này các bác này. Đấy, chuyển cả vườn ong đây đi sang một nơi ở mới các bác. Nơi ở mới và cái mà mình gọi là phải chuyển cái đàn ong đi. Đấy, nên là nó cũng thôi được rồi. Bác mà thấy video của em mà hữu ích thì nhấn like, nhấn đăng ký kênh và để chuông để đợi video mới nhất. Xin chào tạm biệt bà con.